đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho người tô quả cà tím, thứ hai sẽ là rau cải, thứ ba sẽ là quả bí ngô. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn người tô nha. Thì bức tranh ngày hôm nay mình tô sẽ có những màu như sau: màu tím, xanh lá cây và màu cam nha. Thì bây giờ mình tô nha và hướng dẫn mọi người tô. Đầu tiên là quả bí ngô sẽ màu cam nha. Phía sau lưng anh kìa, đúng ngày ấy đây phải không? Lúc xưa bao nhiêu. Tô cho đều cho đẹp nha. Mình đồ cho đậm nha. Tôi cho đều nha. Sẽ tô thêm một lần nữa nha. Mình sẽ đồ cho nó đều màu với nhau nha, để không có bị lẫm chẩn sau bức tranh. Phía sau lưng anh kìa, đúng ngày ấy đấy phải không? Làm sao cô ấy sống mà. Tiếp theo mình tô cái rau cải nha, sẽ là màu xanh lá cây, mình tô xanh lá cây đậm nè. Mình sẽ bắt đầu tô nha. Mình sẽ tô đều và tô đậm nha. Mình sẽ tô cho đều nha.
Tiếp theo mình tới phần còn lại nha. Tiếp theo sẽ tô quả cà tím nha. Thì có xanh lá, mình sẽ tô mà xanh lá vô một tím. Tiếp theo mình sẽ tô là màu tím. Trà tím thì sẽ có màu tím nha. Nó sẽ hoàn thành bức tranh của mình này nha. Và mình đã tô xong rồi nha. Và đây chính là thành phẩm của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye và hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.